năm thứ này sẽ đem chiếc hài tennis, gọi là những cái không đúng mà gọi là ở trên sẽ sắp xếp lại để mà làm tan đi tất cả những cái độc tài, những cái hung ác, những cái bất công. Và đồng thời hồi xưa thì cái trên trời cũng có một thời khi xuống thế gian, thì đã xuống thế gian trên 5-7 nghìn năm rồi mấy vị nói, chỉ có nguyện thời trái đất này còn sự bất công thì chị sẽ không thành Phật. Những người tu đạo Phật, những Phật tử rất là muốn thành Phật, nhưng mà chị có lời nguyện đó. Thực tế hôm nay chị vẫn còn lòng vòng như thế này, cho nên chị ráng lên đây chị nói một lần chót, vì kiếp này kiếp cuối cùng của chị ở thế gian. Chị nên quý vị đọc kinh Địa Mẫu, trong đó mẹ có nói về chị. Khi Đức Phật ra đời, tất cả những cái chế độ ác, những cái mà tham sân si sẽ không còn nữa. Con người sống rất là cực kỳ vào một cái thời đại văn minh và thông minh, cho nên chỉ có tình thương và đoàn kết để mà đưa trái đất này trở lại màu xanh. Không có cái chuyện mà đi lên Bắc Cực để mà phá băng tuyết để cho mình làm. Hôm nay khí hậu của vùng này 90 độ, và tất cả khí hậu khắp trên thế giới, ở bên Âu Châu, bên Anh đang lửa đốt, còn bên Mỹ hồi 2 năm trước cũng lửa cháy gần hết Cali rồi lũ lụt. Mình nhìn lại thiên tai địa chấn và năm thứ nè. Bây giờ quý vị có tin Kiệt chưa? Kiệt hỏi thật. Nếu tin thì Kiệt tiếp tục lên những cái clip nữa, nếu không tin thì chắc Kiệt không lên. Mà Kiệt đã nói hết ý hết là chỉ cần Kiệt xuất hiện thôi để chứng minh sấm cơ là thật. Và đồng thời cũng khuyên nhủ quý vị để mà quay đầu về với tâm linh, về với cái hiền, để mà mình được tồn tại. Vì mình rất là khó mình để mà qua được hai cái mùa của Covid này, mình không phải là dễ. Và là nó sẽ còn tiếp tục những cái khó khăn khác nữa. Mỗi ngày mình có nhiều cái thử thách. Bây giờ mình qua đến phần thử thách về tài chính, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp cũng là một cái hạn đó. Ngày xưa ông bà mình không có phước bằng mình, cho nên cứ tưởng tượng tận thế là khủng khiếp, nát trái đất, bom nguyên tử nổ. Nhưng mà hôm nay Kiệt lên Kiệt nói để quý vị an lòng là cái tận thế nó rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần mình sống biết khiêm tốn và mình sống hiền hòa, làm việc tại nhà, tránh con Covid, và mình không còn đi nhảy đầm, ăn nhậu hay là la cà quán vỉa hè, sáng chỉnh chiều say tối la gai, và cà phê ngày báo ống cử nữa, bớt tốn tiền, ở nhà rửa chén lo giúp vợ con, có hiếu cha mẹ. Đó là trên muốn mình như vậy, tức nghĩa là vừa đổi cái bom tử thành con Covid, và đồng thời cho mình bớt ra đường ăn quậy để tạo nghiệp, để cho mình ở nhà để tu tập, để mà ăn hiền ở lành. Đó là bề trên muốn mình như vậy. Và đồng thời cộng lại Kiệt lên đây để nhắc nhở quý vị nữa, thì mà bằng nói bằng tiếng Việt nha, mấy người Mỹ nó không có phước, cho nên Kiệt không có nói bằng tiếng Anh được. Tại Kiệt nói tiếng Anh nó sẽ đụng chạm nhiều, nhưng mà sau này Kiệt sẽ nói tiếng Anh cho những đứa nhỏ nó nghe.